chụp 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 chụp, 1 2 3. Dở quá. Đây là cụ lão khỉ, nhìn thấy hơi vàng chút xíu. Đây nè, chụp nè. Trời giỏi. Thấy chuối bỏ bánh mì không? Khôn lắm. Tham ăn quá. Đang ăn rồi. Thấy không? Đang ăn cái miệng đang cầm rồi. Thấy không? Chụp nè, chụp nè. Chụp. Chụp. Thấy mình cầm cái chuối bỏ cái mì xuống. Qua ăn cái chuối trước rồi đã. Thế sao vậy? Tại sao ăn cái chuối? Để khoái ăn chuối. Khoái ăn chuối, cái đó là cái món khẩu vị nhất. Con khoái ăn cái gì? Gà chuối. Con không thích ăn chuối nữa. Chứ không phải là gà rán hả? Dạ không, con biết ăn gà rán. Không biết ăn gà rán. Con thích ăn cái gì? Đó, thấy chưa? Tại sao con thích ăn chuối? Dạ chuối ngon. Ngon hả? Đây là mấy cái chú khỉ hoang dã ở tại trong cái rừng sát. Tham ăn quá, đang ăn rồi. Thấy không? Đang ăn cái miệng đang cầm rồi. Thấy không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Thôi không cho đâu. Cho ông này nè. Đó, thấy chưa? Chụp hay chưa? Đó. Bóc ra. Đó. Đây đây nè, nè, coi nè. Nè. Hey. Chụp, 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 chụp. 1 2 3. Dở quá. Khu rừng này là gọi là khu rừng sát ở tại huyện Cần Giờ. Trước đây đó nghe nói là trong rừng này đó là hoang dã rất là nhiều, đặc biệt là các loài khỉ như thế này đó. Giống khỉ này người ta đến đây đó luôn luôn, lúc nào cũng đến để mà coi những cái chú khỉ ở đây. Thì ở đây coi con khỉ bên kia nè đó. Xin chú ý, bên này có một chú khỉ là đang ẩm một người con nữa không? Hey. Chụp nè, chụp nè, chụp nè, chụp, chụp. À. Chụp nè. Các chú khỉ rất là đặc biệt ở đây. Không. Mấy khỉ con nè, quá trời. Mấy khỉ con không? Quá trời luôn. Đây là cụ lão khỉ. Nhìn thấy hơi vàng chút xíu, không? Đây nè, chụp nè. Trời giỏi. Thấy chuối bỏ bánh mì không? Khôn lắm.
Lần đầu tiên thấy khỉ ở ngoài đường như vậy phải không? Dạ. Thường thường là mình thấy ở đâu? Dạ, trong rừng. Không, thường thường kìa. Thường thường là mình thấy ở trong sở thú đúng không? Dạ. Chứ mà vô rừng này đâu có ai dám vô trong này đâu. Dạ đúng rồi. Con ở đâu về? Dạ, con ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố về đây. Con dạ. Sao? Không ở đâu. Xuống đây chơi hả? Muốn tới gần khỉ không? Không dám. Ông cũng dám tới luôn, thấy sợ quá. Đi chơi với gia đình ha, chúc gia đình vui vẻ nha. Yeah. Đây là những cái gia đình mà cũng xuống ở đây để mà đi thăm quan rồi gặp các chú này, một chú khỉ này rất là khôn, hồi nãy cho ăn bánh mì. Thấy mình cầm trái chuối bỏ bánh mì xuống. Qua ăn trái chuối trước rồi đã. Tại sao vậy? Tại sao ăn cái chuối? Để khoái ăn chuối. Khoái ăn chuối, cái đó là cái món khẩu vị nhất, con khoái ăn cái gì? Ăn chuối. Con cũng thấy ăn chuối nữa. Chứ không phải là gà rán hả? Dạ không, con biết ăn gà rán. Không biết ăn gà rán. Con thích ăn cái gì? Đó, thấy chưa? Tại sao con thích ăn chuối? Dạ, chuối ngon. Ngon hơn? Dạ. Thấy không? Bắp thịt nè, đó. Con khỉ nó ăn chuối nhiều, cho nên nó không bao giờ gãy tay hết. Đúng không? Dạ đúng. Con biết nó có chất gì không? Dạ, chất sơ. Sơ, nó gọi. Con có học tiếng Anh không? Potassium. Đó là cái chất, đó là cái chất nó làm cho người ta bắp thịt cứng. Dạ. Thiếu cái chất đó là không được. Dạ. Thấy không? Thành ra bây giờ mấy tuổi rồi? Dạ 11 tuổi. 11 tuổi mà có bự gần bằng rồi. Đô rồi. Ráng ăn chuối thêm nhiều nữa. Dạ. Ăn gà rán tí xíu. Có mấy tuổi? 6 tuổi là thua anh hai, có 5 tuổi thôi. Phải ráng lên chứ. 6 tuổi học lớp 1. Dạ, con học lớp mấy, con nói lớn không nghe. Con học lớp 6? Dạ, lớp 5. Lớp 5, vậy là sanh trễ chút xíu. Đúng không? Hôm nay đi học trễ lại một chút. Không sao, mình sẽ vượt, cố gắng nha. Dạ. Rồi. Các quý vị rất là vui hôm nay trò chuyện cùng với gia đình từ ở thành phố xuống đây để cùng tham quan. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý vị nơi rừng sát có nhiều chú khỉ rất là dễ thương. Chào đi chú con. Chào.